500 xe đạp điện. Okay. 500 xe đạp điện. Rồi, 500 xe đạp điện loại bình thường, chúng ta sẽ gắn vào cái bánh xe. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chia ra và gắn cuộn đồng lên. Đây các bạn xem tổng thể. Đây ta sẽ dùng dây 1 ly 2, 1 ly 2 để ta quấn các cuộn dây ở không khí. Đây ta đã quấn xong, và tùy theo từng cái lõi và lớn hay nhỏ và ta quấn là bao nhiêu cuộn. Đây, sau khi chúng ta đã quấn xong cái đây thì mình thiết kế lên là 27 cuộn. Đây, mỗi cuộn như vậy, 27 cuộn. Và các bạn nhìn thấy thì đây thì có loại 1 cộng, và đây thì loại nhiều cộng gộp lại. Nhưng mà không sao, quan trọng là mình cái tiết diện dây nó bằng nhau thì mình sẽ quấn được bình thường, không có gì nha. Rồi, đây là chuẩn bị như vậy, chúng ta sẽ tiến hành ráp vào cái lõi để lên cho các bạn xem nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chia ra và gắn cuộn đồng lên. Đây các bạn xem tổng thể. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ gắn từng cuộn dây đồng lên. Đây, và đây là cuộn cuối cùng, và đây là 27 cuộn dây chúng ta đã gắn xong lên cái mâm. Rồi em xem tổng thể nha, 27 cuộn chia làm 3 pha, mỗi pha là 9 cuộn. Rồi ta sẽ dùng hai loại keo A và B thì chúng ta đổ khăn lại cho lõi này. Đây là hỗn hợp keo AB, chúng ta quậy đều và chúng ta đổ để khăn một dây luôn. Đây là mâm dây sau khi chúng ta đã gỡ ra
rồi đã đổ keo xong. Đó, các bạn xem đây là mâm dây, còn bộ mâm dây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu cái mâm dây này. Đây là đấu ra một cái phát ba pha lõi không khí nha, sẽ đấu ba pha nha anh em. Rồi giờ các em anh em chờ xem nha. Đấu cái mâm dây đây thì các bạn sẽ đấu như sau. Chúng ta sẽ chọn ba cuộn dây đầu tiên, cái chỗ gần đầu ra nào mà phù hợp thì chúng ta chọn. Chúng ta đây ta làm đây cuộn đầu pha 1 nè, cuộn đầu pha 2 và cuộn đầu pha 3, và chúng ta sẽ tiến hành đấu từng pha 1. Ví dụ đầu tiên pha 1 là ta pha 2 pha 3, những cái dây nào của pha 2 pha 3 thì chúng ta đè vào trong lõi. Đó, những cái dây nào pha 3 chúng ta chừa lại những cái dây của pha 1 thôi. Rồi đó, chúng ta đấu từng pha 1 đó, chừa dây lại của pha 1 và những cái pha 2 pha 3 chúng ta là cho nó nằm một trong đó. Những cái dây đứng đứng là toàn là pha 1 đó. Rồi cái cách đấu thì rất là đơn giản, nó đấu giống như là cái lõi xe điện loại 48 rãnh, cứ đầu cuối nha, cứ đầu cái này cuối kia và chúng ta nối cho đến hết cuộn dây đó, vậy là chúng ta đã là xong thôi nha. Rồi thì chúng ta để khỏi mất thời gian thì trong thời gian đấu thì để đấu xong rồi quay tiếp nha. Rồi ok, đây là mình đã đấu xong pha 1 nè các bạn xem nha. Đây ở đây à, pha 1 đó, pha 1 và cuối cùng là đây, đây số 1. Và cũng giống như những loại động cơ để sau này ra đầu dây giải đấu thì chúng ta cũng quy định là 1 và cuối là 4 nha các bạn. Rồi ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành hàn nha các bạn. Và có nhiều bạn hỏi là hàn cái mỏ hàn loại nào để hàn dây lớn, thì mình cũng hàn một cái mỏ hàn bình thường thôi. Đây mỏ hàn nhỏ hơn nước thuốc một chút, nói chung là mỏ hàn nào hàn dây lớn cũng được. Không biết là cái loại mỏ hàn đây mình hay hàn thì cỡ 2 ly trở xuống là hàn ok cũng được. Bạn xem nha, đó. Rồi chúng ta đã xong một mối nha, đó. Cho nên là mỏ hàn nào hàn dây mỏ hàn bình thường thôi, hàn cỡ 2 ly trở xuống là bình thường. Rồi một mối ok, và đây là mâm dây đã được hàn lại toàn bộ, đấu lại 3 pha và chúng ta sẽ ra 6 đầu dây. Đây em xin tổng thể mâm dây của nó. Rồi ok, đây là cái mâm điện ba pha đã quấn xong nha. Đây đã đấu xe xong đây, và cái này được ra 6 đầu dây để ta đấu ở ngoài nha. Đây 6 đầu dây. Rồi về phần cái bánh xe, vành trăm bánh xe mình sẽ dùng cái loại, đây là loại 500 xe đạp điện. Đây, 500 xe đạp điện. Rồi 500 xe đạp điện loại bình thường chúng ta sẽ gắn vào gắn vào cái bánh xe, và chúng ta sử dụng cái loại keo, sử dụng cái loại keo đây Specific. Thì đây là loại keo để chuyên dùng để dán 500. Rồi và một đặc điểm chú ý là chúng ta sẽ trong lúc mà gắn 500 thì chúng ta sẽ chú ý 500 thì sẽ có là khuyên là hít và một viên đẩy. Đây thấy rằng là một viên hít và một viên đẩy
đó là chúng ta gắn toàn bộ vào là đã xong một cái phần về 500. Anh em thấy chưa, chúng ta gắn toàn bộ 500 trắng, loại 500 gắn xe đạp điện nha. Đó rồi, còn 500 gắn vào bánh căm là xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp mâm 500 và mâm điện vào lại với nhau. Rồi các anh em chờ xem nha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua một lượt sau khi đã ráp cuộn dây, khung dây vào lõi xe đạp điện, vào cái bánh xe đạp điện. Đó, và chúng ta sẽ dòm tổng thể toàn bộ hệ thống như sau. Đây là dây chúng ta sẽ điện vào, sẽ qua có một bình và qua một mạch đo, và chúng ta qua một điều tốc để sử dụng một bình 12V. Đây, và bên phía bên đây chúng ta sẽ có một nguồn ra 3 pha. Chúng ta sẽ đấu hình sao 3 cái châm lại, và 3 dây đây chúng ta sẽ qua một cầu diốt, qua một cầu diốt, và chúng ta cho ra điểm DC. Rồi đây toàn bộ, đây là phần ra. Và bây giờ chúng ta sẽ khiển nha, chúng ta bắt đầu khiển để chúng ta sẽ vặn điều tốc, vặn điều tốc cho cái bánh. Đây chúng ta đang có hiện tại là 12V9. Rồi chúng ta sẽ vặn điều tốc nha. Đây chúng ta vặn điều tốc cho chạy nè. Đó, chúng ta thấy mê lên chưa. Đây chúng ta để coi, đó cái lõi bắt đầu chạy nè. Đó. Đó, và chúng ta tăng lên một chút nữa. Đó, chúng ta thấy lõi chạy chưa. Đó, đây. Và bên đây chúng ta sẽ coi, và phía bên đây thì điện đã lên được 10V và bóng đèn đã sáng đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng tốc lên nha, chúng ta sẽ dặn lên. Đó, chúng ta tăng tốc lên. Chúng ta đi coi bên đây, thì bên đây nó sẽ đó lên đã 12V5, đó và bóng đèn đã sáng trắng. Rồi chưa, nó toàn bộ hoạt động. Đó, sau khi qua thì là đã lên được 12V rồi, bên đây mới nửa volume thôi. Rồi toàn bộ hệ thống đang hoạt động, và bên đây như rất là nhẹ điện. Rồi, qua bình dây qua. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ nhả ấy ra nha, nhả nguồn ra để chúng ta tăng lên thử là cái đây nó chạy được bao nhiêu volt nha. Tại cái đây ngưỡng 12V là cái bóng này hết chịu được rồi. Bóng này là bóng DC 12V nha. Rồi chúng ta ngắt ra nè. Rồi ngắt DC ra. Rồi giờ chúng ta sẽ coi thử là khi chúng ta tăng tốc bên đây hết cỡ, tăng tốc bên đây nè,
tăng tốc hết volume. Chúng ta tăng tốc hết volume này. Rồi chúng ta tăng tốc hết volume nha. Đây đã tăng tốc hết volume. Chúng ta coi thử. Đây đang chạy này. Đó, thì chúng ta coi thử thử bên đây nó lên được bao nhiêu nha. Đây đã lên được là 37 V nha anh em. Đó chúng ta có thể sạc hai cái bình, ít nhất là sạc hai bình 12V là 100A, tại vì công suất đây rất là lớn, dây đây là dây 12, cho nên là anh em yên tâm. Đó bây giờ đó vừa rồi chúng ta vừa tổng thể toàn bộ là toàn bộ hệ thống, chúng ta chỉ sử dụng một cái bình 12V thôi. Đây dòng rất là nhỏ. Cái đây mà nếu chúng ta mà sử dụng mà hai bình nguồn cỡ 24V thì nó sẽ cho đầu ra là phải cỡ trung bình là phải 50V, và lúc đó chúng ta có thể là sạc bình hò lưới để chúng ta sử dụng cái gì cũng được và rất là nhẹ. Rồi, video đến đây là kết thúc nha. Rồi, xin chào anh em và xin gặp lại lần sau, hẹn gặp lại lần sau. Đây. Rồi chúng ta sẽ hạ để tắt này nha. Rồi ok. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.